hôm nay mình sẽ nói về loài gấu xám. Gấu xám có một kích thước đồ sộ. Hầu hết những con gấu cái trưởng thành nặng 130 đến 180 kg, 290 đến 400 cân anh, trong khi con được trưởng thành nặng trung bình 180 đến 360 kg, 400 đến 790 cân anh. Tổng chiều dài trung bình trong phân loài này là 198 cm 6,50 bộ, với chiều cao vai trung bình là 102 cm 3,35 bộ và chiều dài chân sau là 28 cm 11 in gấu sơ sinh có thể nặng dưới 500 gram, 1,1 cân anh. Ở khu vực sông Yêu Con, những con gấu cái trưởng thành có thể nặng ít nhất 100 kg, 220 cân anh. Một nghiên cứu cho thấy trọng lượng trung bình của một con gấu xám nội địa là khoảng 272 kg, 600 cân anh, và trọng lượng trung bình của một con được ven biển là khoảng 408 kg, 900 cân anh. Đối với một con cái, các trọng lượng trung bình này sẽ lần lượt là 136 kg, 300 cân anh, trong đất liền và 227 kg, 500 cân anh, ven biển. Mặt khác, một con đực khổng lồ thỉnh thoảng đã được ghi nhận vượt qua kích thước bình thường, với trọng lượng được báo cáo lên tới 680 kg, 1.500 cân anh. Một con đực lớn ven biển có kích thước này có thể cao tới 3m 9,8 bộ nếu đứng bằng hai chân sau và cao tới 1,5m 4,9 bộ tính từ vai khi đứng bằng bốn chân. Gấu sám ngủ đông trong khoảng 5, 7 tháng mỗi năm trừ khi khí hậu ấm áp, vì loài gấu sám California không ngủ đông. Trong thời gian này, gấu sám cai sinh ra những con gấu con, Chúng sau đó tiêu thụ sữa từ mẹ và tăng sức mạnh trong phần còn lại của thời kỳ ngủ đông. Để chuẩn bị cho mùa đông, gấu xám phải chuẩn bị một cái hang để trú ẩn và tiêu thụ một lượng lớn thức ăn vào mùa thu do chúng không ăn trong thời gian ngủ đông. Gấu xám thậm chí không đại tiện hoặc tiểu tiện trong toàn bộ thời gian ngủ đông. Thời kỳ ngủ đông của gấu xám được kết thúc vào đầu đến giữa tháng 3, trong khi con cái xuất hiện vào tháng 4 hoặc đầu tháng 5. Để chuẩn bị cho mùa đông, gấu có thể tăng khoảng 180 kg, 400 cân anh trong thời gian bị tăng sản trước khi đi vào giấc ngủ đông gấu thường chờ đợi một cơn bão tuyết đáng kể trước khi nó quyết định đi vào hang của nó, hành vi như vậy làm giảm bớt cơ hội những kẻ săn mồi sẽ tìm thấy hang. Các hang ngủ đông của gấu thường ở độ cao trên 1.800m, 5.900 bộ trên các sườn dốc về phía bắc. Có một số tranh luận giữa các chuyên gia về việc liệu gấu xám có ngủ đông về mặt kỹ thuật hay không, phần lớn cuộc tranh luận này xoay quanh nhiệt độ cơ thể và khả năng của những con gấu di chuyển trong thời gian ngủ đông. Gấu xám có thể tái chế một phần chất thải cơ thể của chúng trong giai đoạn này. Mặc dù những con gấu xám trong đất liền hoặc trên núi Rocky dành gần một nửa cuộc đời của chúng trong hang, những con gấu xám ven biển có khả năng tiếp cận tốt hơn với nguồn thức ăn sẽ tốn ít thời gian hơn trong hang. Ở một số khu vực có thức ăn rất dồi dào quanh năm, gấu xám bỏ qua việc ngủ đông hoàn toàn. Gấu xám đặc biệt nguy hiểm vì lực cắn của chúng, được đo ở mức hơn 8 MPa, 1.160 size, 1.200 pao. Người ta ước tính rằng một vết cắn từ một con gấu xám thậm chí có thể nghiền nát một quả bóng bowling. Đó là chưa kể, gấu xám có thể giết chết người chỉ với một cú tát bằng chân trước của nó các tuyệt đối không lại gần gấu xám nhé đừng quên like chia sẻ và đăng ký kênh cho mình nhé